Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Tiết 14. Túi giấy đựng quà tặng. Phần tiếp theo. Ở phần nội dung bài học, hôm nay chúng ta tiếp theo ở phần thứ 3, đó là thiết kế tạo dáng trang trí túi giấy với hình vẽ thời tiền sử. Ở phần bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần ha. Phần thứ tư sẽ là trình bày sản phẩm. Và phần thứ năm là chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình thiết kế mẫu của một sản phẩm công nghiệp. Ở phần thứ ba, chúng ta sẽ thiết kế tạo dáng và trang trí túi giấy. Và chúng ta sẽ quan sát hình ảnh trong sách giáo khoa trang 32 cho thầy. Và dựa vào cái phần mà chúng ta vừa quan sát, các em sẽ thực hiện các bước tạo sản phẩm túi. Và chúng ta thao tác dựa trên bản vẽ kỹ thuật được thể hiện chi tiết. Và chúng ta có thể điều chỉnh tỷ lệ chi tiết bộ phận để túi giấy cân đối hài hòa. Và chúng ta có thể trang trí hình ảnh, họa tiết nào thích hợp để đưa vào túi. Và chúng ta sẽ đặt nó vào vị trí nào để tôn vẻ đẹp của túi giấy. Về màu sắc của túi và hình trang trí thì chúng ta phải làm như thế nào để nêu bật được sự hấp dẫn ấn tượng với người sử dụng túi. Chúng ta lưu ý những cái phương diện trước khi chúng ta bắt tay vào chúng ta làm túi là chúng ta phải xác định được công năng sử dụng của túi, lựa chọn vật liệu phù hợp. Chúng ta sẽ thực hiện theo cách hướng dẫn thiết kế mà chúng ta đã tìm hiểu ở mục 2. Xác định vị trí, tỷ lệ và trang trí hình trên bản vẽ. Và chúng ta cắt hình theo bản vẽ và chúng ta sẽ dán và hoàn thiện sản phẩm mẫu. Phần phân tích đánh giá thì chúng ta sẽ trưng bày và sẽ chia sẻ cái sản phẩm của mình với cả lớp. Thì thầy gợi ý một số ý khi mà chúng ta trưng bày sản phẩm thì chúng ta sẽ bám theo phân tích các nội dung sau nè: hình dạng, màu sắc, tỷ lệ và tính cân bằng của sản phẩm, cách tạo dáng và sắp xếp họa tiết trang trí trên vật liệu là trên cái vật là cái túi ha, công năng của sản phẩm, rồi cách điều chỉnh để sản phẩm đẹp và hữu dụng hơn. Chúng ta sang phần thứ năm, vận dụng phát triển, là chúng ta sẽ tìm hiểu cái quy trình thiết kế mẫu một sản phẩm công nghiệp là như thế nào. Chúng ta quan sát hình trang 33 sách giáo khoa. Chúng ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu công dụng của sản phẩm và nhu cầu người dùng có ý nghĩa như thế nào đối với việc thiết kế, tạo dáng trang trí túi giấy đựng sản phẩm. Chúng ta phải nêu được cái giá trị thẩm mỹ và công dụng của một sản phẩm thiết kế công nghiệp trong đời sống. Chúng ta có thể là theo cái sơ đồ ở bên phải mà thầy trình bày cho các em ha, là chúng ta nghiên cứu công năng nè, sau đó chúng ta sẽ phát triển ý tưởng, đưa vào phác thảo và sau đó sẽ triển khai cái bản vẽ chi tiết, và tới cái thứ tư là chúng ta sẽ tạo mẫu thử nghiệm, sau đó chúng ta chỉnh sửa
và cái cuối cùng là để đưa tới tay người tiêu dùng, đó là chúng ta cho sản xuất hàng loạt. Và nhớ là em sẽ dự định vận dụng nội dung bài học vào thiết kế tạo dáng sản phẩm gì. Ở đây nó có đa dạng sản phẩm chứ không riêng gì cái túi xách. Qua cái phần trình bày bài học trên thì thầy có thể kết luận thiết kế tạo dáng, thiết kế sản phẩm công nghiệp là một lĩnh vực thuộc mỹ thuật ứng dụng kết hợp nghệ thuật và khoa học công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ và tiện ích trong cuộc sống. Chúng ta nên nhớ là trong cuộc sống ngoài cái tiện ích thì chúng ta còn phải có cái yếu tố thẩm mỹ đưa lên hàng đầu, cho nên mới ra được cái ngành thiết kế sản phẩm công nghiệp. Quy trình thiết kế một sản phẩm công nghiệp thì chúng ta nghiên cứu công năng sử dụng, nhu cầu, chúng ta phát triển ý tưởng phác thảo, triển khai bản vẽ chi tiết, chúng ta tạo mẫu thử nghiệm chỉnh sửa, và cái quy trình cuối cùng là chúng ta sản xuất hàng loạt. Các em nhớ năm cái quy trình này cho thầy ha. Trước khi vào cái phần hướng dẫn về nhà thì thầy mời các em xem một cái clip để minh họa cái phần bài học ở trên cho thật sống động. Các em chú ý theo dõi. Các em nhớ chuẩn bị tuần sau, tuần 15 là chúng ta chính thức thi học kỳ. Thì hình thức thi là thực hành. Thời gian vẽ bài ở trong tiết học từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15. Và chúng ta vẽ xong và nộp bài trên Google Form. Thầy sẽ gửi đường link sau. Và đề thi học kỳ thì thầy sẽ tải trên trang lớp học đụng vào cái ngày 17 tháng 12. Như vậy các em hãy chuẩn bị ha. Hướng dẫn bài học của thầy đến đây đã kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Xin chào các em.